Hello, xin chào tất cả các bạn và đã rất là lâu rồi thì mình mới quay trở lại với kênh youtube Ezuka này Có lẽ là hai năm rồi mình mới quay trở lại với công việc làm youtube với kênh youtube Ezuka này Và trong cái sự trở lại lần này thì mình sẽ mang đến cho các bạn những cái kiến thức vô cùng mới mẻ về lĩnh vực e-learning Hay nói rộng hơn đó là lĩnh vực công nghệ giáo dục Video đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn, mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là về hệ thống quản lý học tập LMS là learning management system. À trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu là hệ thống quản lý học tập là gì, có những hệ thống quản lý học tập nào và nên chọn hệ thống quản lý học tập nào cho doanh nghiệp hay cho trường học cho công ty của bạn. Đầu tiên là Ok, đầu tiên là định nghĩa hệ thống quản lý học tập là gì? thì nếu mà search Wikipedia về LMS ấy, thì nó có một cái tên gọi khác đó là hệ quản trị đào tạo. Hai cái từ hệ quản trị đào tạo và hệ thống quản lý học tập thì nó có nghĩa tương đương nhau, đều là LMS. thì đây là một cái tập hợp các cái công cụ, các cái phần mềm dùng để thiết kế chuyên biệt một cái quá trình giảng dạy nào đó phục vụ mục đích cho giáo dục hay là phục vụ mục đích học tập. thì cái hệ thống này sẽ cho phép các cái tổ chức quản lý theo dõi, phân công nội dung giảng dạy giữa giáo viên và học sinh. À, đối với vai trò là một người giáo viên ấy thì nó sẽ giúp mình à, tạo ra cái khóa học, giúp mình quản lý học sinh, chấm điểm trên đó. Đối với vai trò là một người học sinh thì nó sẽ giúp mình học tập online trên đó, à, nó sẽ giúp mình trao đổi với các bạn cùng lớp. Đối với vai trò là một người quản trị cái hệ thống này thì mình sẽ đứng ở giữa mình sẽ cung cấp trao đổi giữa các cái mối liên quan trong một cái hệ thống quản lý học tập. Đại loại là giá trị của một cái hệ thống LMS nó nằm ở khả năng phải tạo ra một cái môi trường học tập trực tuyến hay là phải kết hợp được giữa trực tuyến và trực tiếp. Đấy là những cái kim chỉ nam hay những cái lý thuyết để tạo ra một cái hệ thống quản lý học tập. Và hệ thống quản lý học tập này phải phục vụ mục đích giảng dạy cho một tổ chức. Cho một tổ chức ở đây thì tổ chức có thể là trường học hoặc tổ chức có thể là một cái cơ quan giáo dục hoặc là một công ty à, Vậy thì hiện nay có những cái hệ thống quản lý học tập nào chả nghẽ tôi phải xây dựng mới hoàn toàn một cái hệ thống quản lý học tập như này thì nó rất là nặng nếu mà là một cái người làm doanh nghiệp ấy thì họ cái việc xây mới một cái hệ thống quản lý học tập thì mình mình thấy là không khôn ngoan bằng việc là đi tìm hiểu những cái hệ thống quản lý học tập trước đó và sử dụng cái bay đó để phát triển thêm thì uh, tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các hệ quản lý học tập mà mình tìm hiểu được và mình sưu tầm được và nó là các cái hệ quản lý học tập được xếp thứ hạng cao trong cái lĩnh vực e-learning này. Ừ, mình có tìm hiểu được năm cái hệ quản lý học tập lớn đó là Moodle, Canvas, Blackboard Learning, Google Classroom và Schoology thì mình có một cái bảng so sánh giữa các tính năng và các cái hệ quản lý học tập à, đầu tiên là so sánh về loại hệ thống tích hợp cái xui như là một vài các cái yếu tố ở dưới nhưng mà mình sẽ phân tích chủ yếu vào một vài cái lĩnh vực thôi lĩnh vực chính để để mình mình quyết định được là mình nên chọn cái hệ quản lý học tập nào đó. đầu tiên là loại hệ thống loại hệ thống là gì mút đồ thì nó thuộc loại mã nguồn mở canvas thì thuộc loại thương mại Blackboard Learning thì cũng thuộc loại thương mại Google uh, Classroom thì là miễn phí và Scholarly cũng là thương mại Vậy uh, mã nguồn mở là gì, thương mại là gì và miễn phí là gì Mã nguồn mở có nghĩa là open source Có nghĩa là do cộng đồng, những người yêu thích, những người yêu thích giáo dục Những người làm trong lĩnh vực e-learning thuộc họ, họ tập hợp lại với nhau và tạo nên một cái hệ thống tên là Moodle Và vì là do cộng đồng tạo nên cho nên là cái mục đích của họ cũng là vì cộng đồng Mọi người đều có thể sử dụng mút đồ sử dụng với số cốt của mút đồ và update thêm các tính năng mới hay nói khác là sử dụng đồ làm bay sử dụng mút đồ làm bay và update thêm các tính năng khác thương mại nghĩa là sao? thương mại nghĩa là do một bên thứ ba cung cấp đại loại là các cái sản phẩm được phát triển và phân phối bởi một cái công ty hay một tổ chức nào đấy với mục tiêu là phải tạo ra lợi nhuận cho họ có nghĩa là các bạn muốn sử dụng nó để các bạn phải làm việc với họ phải ký hợp đồng với họ tuy nhiên thì mình nghĩ là một vài tính năng trong canvas cũng khá là xứng đáng để mình để bỏ tiền ra À, thương mại tương tự thì cái ý thứ ba là miễn phí miễn phí nghĩa là gì miễn phí thì nhìn thì là miễn phí nhưng thực chất thì nó miễn phí là có hai loại nhá miễn phí thì có miễn phí sử dụng và miễn phí về mặt tài chính miễn phí sử dụng thì các bạn sẽ được sử dụng một vài tính năng của họ tuy nhiên thì không phải tất cả có nghĩa là như Google Classroom với tính năng Google Meet thì các bạn sẽ chỉ được cung Google Meet trong vòng một tiếng đầu tiên thôi. Bắt đầu từ tiếng thứ hai để đi thì các bạn phải đăng ký tài khoản VIP của họ hoặc là các bạn phải trả tiền thì mới được sử dụng tiếp. Cái loại thứ hai đó là miễn phí về mặt tài chính, có nghĩa là các bạn không phải trả bất kỳ một khoản phí nào và các bạn có thể sử dụng các cái dịch vụ do Google Classroom cung cấp. À, tiếp theo là phân tích về tích hợp G Suite, tích hợp Microsoft 365 thì tích hợp các cái ông lớn như là Google hay Microsoft 365 cũng là một cái yếu tố để các cái hệ quản lý học tập họ cạnh tranh với nhau hay là làm một cái là một cái bắt buộc để họ lựa chọn các cái hệ quản lý học tập ấy tích hợp Google thì phải tích hợp được Gmail tích hợp được OneDrive tích hợp được Gmail các cái công cụ của Google tích hợp của Microsoft 365 tương tự như vậy cũng phải tích hợp được Outlook hay là được sử dụng các cái sản phẩm của Microsoft Uh, giao diện thân thiện thì mình thấy là hầu như các cái app ngày nay thì đều đã có giao diện thân thiện rồi trừ black learning thì được đánh giá là không thân thiện cho lắm ngoài ra thì về khả năng tích hợp hệ thống quản lý học tập thì uh, các cái anh ở đây đều đã cho tích hợp quản lý hệ tích hợp các cái hệ thống quản lý học khác ví dụ như là tích hợp hệ quản lý học sinh uh, student information system ngoài ra thì nghĩa là mình sẽ kết nối với một vài hệ thống khác được ấy, nó nó rất là mở. Ngoài ra thì uh, có quản lý bài tập kiểm tra uh, tích hợp hệ thống quản lý và các bạn phải lưu ý rằng là các bạn phải chọn cái hệ thống quản lý học tập nào mà nó cho hỗ trợ các cái chuẩn như chuẩn Scom, chuẩn H5P hay là Tin Can API. Bởi vì uh, để tạo ra một cái sản phẩm học tập trực tuyến mà nó có tính tương tác ấy thì thường họ sẽ sử dụng một cái on cắm ngoài như là sử dụng iString ở PowerPoint này để xuất ra chuẩn SCOM đại loại là nó phải có chuẩn SCOM và chuẩn H5P thì nó mới thu thập được dữ liệu của người dùng và từ đó phân tích xem là người ta tương tác như là người ta học tập đến đâu và một vài các cái tính năng khác như là hỗ trợ khảo sát trực tuyến tích hợp công cụ khác hay là hỗ trợ lần đầu, đầu tiên mình thấy cái từ học tập cá nhân hóa được đưa vào để xếp hạng các cái hệ thống quản lý học tập với nhau bởi vì ngày nay thì công ngoài công khi mà công nghệ thông tin phát triển ấy, thì họ luôn luôn muốn là biến mỗi bài học của mỗi cá nhân trở thành một cái hành trình riêng không ai giống ai cả không ai có quá trình học giống ai cả nhờ vậy mà học tập cá nhân hóa được đưa vào và để là một cái một cái phần là một cái tính năng để so sánh các cái hệ thống quản lý học tập với nhau sau khi mà mình đưa ra các cái bảng để liệt kê các tính năng này rồi vậy thì nó quá là nhiều yếu tố để chọn vậy thì mình nên chọn cái hệ quản lý học tập nào à Ok và hãy coi như là hệ quản lý học tập là một cái hộp màu vàng ở trong này và mình sẽ phân tích cho các bạn các cái yếu tố xung quanh cái hộp màu vàng đó để các bạn lựa chọn được một cái hệ quản lý học tập phù hợp. Thì để chọn được một cái hệ thống quản lý học tập phù hợp ấy thì mình cái yếu tố đầu tiên mình quan tâm đến đó là phải có khả năng tích hợp, có nghĩa là các các bạn ấy cung cấp cho mình một cái số cốt, các bạn ấy cung cấp cho mình một cái bay, nhưng mà cái đưa đưa cái bay đấy về thì mình phải phát triển được lên chứ chẳng lẽ dùng không cái bay đấy à? Mỗi đơn vị thì họ lại có những cái tính năng, có những cái đặc thù riêng, thì khả năng đầu tiên là mình nói đến nó phải là có khả năng tích hợp. Ngoài ra thì nó phải có tính linh hoạt và phải tùy chỉnh được các cái chức năng ở trên đó. Bên cạnh đó thì giao diện người dùng cũng phải thân thuộc nữa vì học sinh đã quen giao diện nào rồi thì giao diện người dùng cũng là một trong những yếu tố mà hệ thống quản lý học tập cần phải biết đến cần phải chú trọng đến đấy và ngoài ra ấy, thì khả năng hỗ trợ và đào tạo nên là lựa chọn một cái hệ thống quản lý học tập mà nó có khả năng hỗ trợ và đào tạo tốt nhất cho cả giáo viên cho cả người học cho cả những cái người quản lý cái hệ thống đó và nhưng mà để 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 biết chắc là mình nên sử dụng hệ thống quản lý học tập nào nhá thì chắc chắn là phải lấy phản hồi từ người dùng có nghĩa là các bạn phải đưa cái hệ thống này vào thử nghiệm đưa mút đồ vào thử nghiệm đưa canvas vào thử nghiệm thử nghiệm thì có thể tạo ra một khóa học trên đó rồi cho giáo viên hoặc học sinh vào học thử và từ đó lấy cái phản hồi của người dùng sau đó phân tích xem là có nên sử dụng cái hệ thống quản lý học tập này hay không ngoài ra thì một cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ngân sách bởi vì chúng ta khi mà chúng ta ngân sách có hạn thì chúng ta có thể lựa chọn một đồ cái anh open source khi mà ngân sách của chúng ta nhiều hơn thì chúng ta có thể sử dụng các cái back learning các cái ông khác như ông canvas chẳng hạn đấy thì tất cả các yếu tố xoay quanh này để tạo nên để nó là một cái bảng nó là một cái bảng để mình so sánh là mình nên chọn cái hệ thống quản lý học tập nào còn là mình thì Tiếp theo đây thì mình sẽ follow theo cái cây mà mình sẽ chọn mút đồ là hệ thống quản lý học tập của mình Vừa qua thì mình đã giới thiệu cho các bạn là hệ thống quản lý học tập là gì Và những cái hệ thống quản lý học tập hiện nay Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tự xây một cái hệ thống quản lý học tập dành riêng cho công ty của mình Dành riêng cho trường học của mình hay dành riêng cho đơn vị của mình miễn là nó đáp ứng được những cái nhu cầu cần thiết của đơn vị bạn tuy nhiên thì để mà lựa chọn một cái hệ thống ở tại việt nam ấy để mà lựa chọn một cái hệ thống quản lý học tập đáp ứng đủ tất cả các chức năng đó thì mình mình và rất nhiều doanh nghiệp khác vẫn tin và lựa chọn mốt đồ thì trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về mốt đồ và các cái tiện ích hay là những cái xung quanh mốt đồ và video này đến đây là hết và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo